Vâng, chào chắc cho tôi mến chào cả nhà. Và lúc này vào khoảng 10 giờ sáng ngày 23 tháng 7, mình đang đi trên đường Lý Thánh Tôn. Và đối diện với con đường này, đó chính là đường Nguyễn Trãi. Ngay đầu đường Nguyễn Trãi thì có hai cái cơ sở rất chi là lớn, các bạn có thể dễ dàng nhận ra. Đó chính là ngay đầu đường có quán cà phê Hoàng Tuấn, và ngay đầu đường có một cái nhà thờ rất chi là to, lớn nhất Nha Trang. Đó chính là nhà thờ núi hoặc là nhà thờ đá. Nó nằm ngay trên đầu đường vào đường Nguyễn Trãi. Đường Nguyễn Trãi là đường một chiều, cho nên các bạn đi là các bạn đi từ khu vực vòng xoay ngã 6 các bạn đi vào, tránh tình trạng là các bạn đi ngược chiều. Ngay đầu đường thì họ bán rất nhiều hoa. Đây là nơi bán nhiều hoa nhất Nha Trang và có thâm niên bán rất lâu. Đường Nguyễn Trãi thì họ cũng đang làm lại hệ thống ống thoát nước này. Có lẽ đường nó làm lâu rồi cho nên là mặt đường đi không còn được láng mịn lắm. Đó. Đường Nguyễn Trãi nổi tiếng với một số shop bán đồ quần áo, số lượng khá là nhiều. Đường Nguyễn Trãi giao nhau với đường Võ Trứ này. Đó. Ở đây cũng có một vài phòng khám nha khoa. Nha khoa Đại Việt này. Ở đây cũng có cả Bách Hóa Xanh luôn. Nói chung trên đường này cái gì cũng có luôn. Rồi, Bách Hóa Xanh. Ông Bách Hóa Xanh ông ấy đầu tư quá nhiều luôn. Chỗ giao nhau với lại Nguyễn Trãi với Lạc Long Quân thì có một cái trường. Có một cái trường, đây là trường Trung học cơ sở Âu Cơ. Thì khuôn viên của trường thì khá là mát. Các bạn có thể thấy là ba cây sạc cừ rất chi là rộng lớn. Và mình sẽ tiếp cận ngay cổng trường để mình quay rõ hơn cho một chị khách mình có thể thấy được ở bên trong. Đây. Đây là khuôn viên của trường. Trường hiện tại là cao khoảng 4 tầng. Khuôn viên trong trường mát mẻ. Vâng. Con chị học ở đây thì yên tâm. Yên tâm, trường rất sạch sẽ và mát. Còn cái nền giáo dục thì mình không thể biết được. Với lại đi học thì là tùy theo trình độ tiếp thu của từng bé. Vẫn một cô giáo nhưng mà không phải là ai cũng tiếp thu được hết. Có những người thì hợp cô giáo này, có những người thì hợp cô giáo kia. Mỗi người có một phương pháp dạy khác nhau để phù hợp với lại từng nhóm học sinh. Còn những học sinh cá biệt như mình thì đến lớp đầy đủ và đúng giờ, không thiếu buổi nào, kể cả những buổi học thêm. Nhưng mà không hiểu gì, nhưng mà vẫn lên lớp. Chuyện mình vượt đèn xanh đỏ luôn rồi. Mình vượt đèn xanh đỏ, mình vào Trần Nhật Duật luôn rồi. Từ đây mình sẽ về lại được đường Nguyễn Thị Minh Khai mà mình về lại Nha Trang. Mình nghỉ ngơi. Nói tiếp cái vấn đề học một xíu là hồi xưa mình học từ lớp 1 tới lớp 12. Chung là không đúp năm nào. Có một vài năm học sinh giỏi, còn sau đó là cứ từ từ mà lên. Thì hồi xưa thì họ đa phần thì họ chạy theo thành tích nhiều các bạn ạ. Nên giáo dục mà chạy theo thành tích là mất gốc hết. Cho nên là mình vẫn được lên lớp là vì như thế. Còn bây giờ có thể là nền giáo dục sẽ ok hơn.
thì từ những lần cải cách giáo dục thì mình không có thể nắm được là thi cử nó còn khó khăn như trước hay không. Trước thì cứ thi thôi, nhưng mà nói chung là vẫn lên lớp được. Nếu mà không học được ở cái hệ A thì sẽ học ở hệ B. Không học ở hệ B thì sẽ học bổ túc. Không học bổ túc thì sẽ học dân lập. Những cái trường nó khác nhau á thì cái mức học phí đóng nó khác nhau thôi. Còn là kiểu gì cũng lên lớp được, và kiểu gì cũng hết 12. Nó gọi là phổ cập hết lớp 10, xong là phổ cập hết 12. Hết lớp 9 là hết cấp 2, và hết lớp 12 là hết cấp 3. Chung là mình cũng được học phổ cập hết cấp 3 à thôi. Nên là nhiều bạn cũng cố gắng hết 12. Tại vì khi mà có cái bằng lớp 12 rồi các bạn có thể đi học nghề được. Rồi, mình đã cua ra đường Nguyễn Thị Minh Khai. Mình về lại cái khu của mình để mình nghỉ ngơi, ăn uống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đoạn đường Nguyễn Trãi. Và mình nói lan man cho tới tận đường Nguyễn Thị Minh Khai luôn. Cảm ơn các bạn.